Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm và Ánh Hiền. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho biết hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Đội đặc nhiệm tác chiến do mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan dẫn đầu vừa tập trận quy mô bắn đạn thật trên Biển Đông để bảo đảm tự do hải hành khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bản tin của Hải quân Hoa Kỳ cuối ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 10 cho biết đội tàu tấn công của mẫu hạm USS Ronald Reagan và đội tàu đổ bộ của nhóm tác chiến USS Boxer đã phối hợp với nhau khi hoạt động tập trận bảo đảm an ninh và ổn định hậu thuẫn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Cuộc tập trận không thấy cho biết diễn ra ngày nào và tại khu vực nào trên Biển Đông. Tuy nhiên, bản tin nói của tập trận gồm nhiều hoạt động khác nhau từ tấn công đường biển, tìm kiếm và cứu nạn, chống tàu tấn công chạy nhanh bắn đạn thật, phòng không và cả chống tàu ngầm. Đây có vẻ là cuộc tập trận quy mô nhất mà Hải quân Hoa Kỳ tổ chức trên Biển Đông vài ngày sau khi Trung Quốc khoe hàng loạt võ khí tối tân trong cuộc diệt binh ngày Quốc khánh tại Bắc Kinh ngày 1 tháng 10. Chủ tịch Trọng vẫn dịu giọng về vụ bãi từ chính. Giới nghiên cứu và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cựu cảnh báo rằng trong tương lai Việt Nam sẽ không có biến nếu để mất bãi thứ 9 vào tay Trung Quốc, đồng thời đề xuất Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Theo hai quan điểm nêu trên được đưa ra hôm ngày 6 tháng 10 tại cuộc tọa đàm do Viện Nghiên cứu Chính sách Luật pháp và Phát triển tổ chức ở Hà Nội, ông Hoàng Việt thuộc Quỹ Nghiên cứu Biển Đông tóm tắt cho biết rằng những người tham gia tọa đàm có nhận định chung là tình hình bãi tư chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hiện hết sức nghiêm trọng. Không có tin tức gì thêm cho thấy nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam có phát biểu nào cụ thể hơn về Biển Đông nói chung hay là diễn biến ở bãi tư chính nói riêng. Một ngày sau buổi tọa đàm hôm ngày 7 tháng 10 trong diễn văn khai mạc một hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được giới quan sát cho là vẫn dịu giọng về vấn đề Biển Đông. Tàu Trung Quốc đuổi tàu cá trong vùng biển của Việt Nam. Hà Nội đã lại một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông sau khi ba tàu Trung Quốc truy đuổi một tàu cá Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này vào ngày 5 tháng 10. Truyền thông chính thống của Việt Nam cho biết một tàu cá của Bình Định bị ba tàu Trung Quốc ngăn cản không cho đánh bắt cá tại khu vực cách tỉnh Khánh Hòa 112 hải lý. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 8 khi một tàu cá của ngư dân Bình Định cũng bị tàu Trung Quốc truy đuổi khi đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Trường Sa. Vùng đặc quyền kinh tế theo quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 bao gồm khu vực biển kéo dài từ bờ biển tới 200 hải lý ngoài biển. Và theo đó, các nước có quyền khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. 17 năm tù cho ba cựu quản giáo đánh chết tù nhân. Tòa án huyện Bến Lức, tỉnh Long An hôm ngày 7 tháng 10 đã tuyên án tổng cộng 17 năm tù cho ba quản giáo trại giam Long Hoa vì tội dùng nhục hình dẫn đến chết người. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết bị cáo Nguyễn Phước Thuận lãnh án 7 năm, Nguyễn Minh Huân và Châu Minh Nhật cùng bị tuyên 5 năm tù giam. Trại giam Long Hoa và các bị cáo cũng đã bồi thường gia đình nạn nhân tổng cộng là 199 triệu đồng trước đó. Vụ án xảy ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2017 khi ba bị cáo lần lượt gọi 5 phạm nhân lên để hỏi lý do bỏ lao động, chống đối và không tiếp thu sự giáo dục tại trại giam. Trong số các phạm nhân có trẻ vị thành niên Lại Quốc Huy 17 tuổi. Cáo trạng cho biết khi các phạm nhân nêu các lý do như là bị đau bụng, chưa nắm rõ nội quy nên đi lao động trễ thì bị quản giáo Thuận bắt các phạm nhân nằm xuống nền nhà để quản giáo Hưng và Nhật đánh. Cho đến khi em Huy bị ngất xỉu, các bị cáo tháo còng tay và đưa đi cấp cứu nhưng em Huy đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Việt Nam xả thẳng hầu hết nước thải ra môi trường. Báo cáo của Bộ Môi trường đưa ra vào ngày 6 tháng 10 cho biết Việt Nam chỉ làm sạch được 13% lượng nước thải đô thị của cả nước. Báo cáo dẫn lời ông Vũ Ngọc Anh thuộc Bộ Môi trường cho biết, Việt Nam có 43 nhà máy làm sạch nước thải đô thị với công suất là 926.000 mét khối nước thải cho mỗi ngày. Nhưng những thách thức trong việc thu nhận khiến cho tỷ lệ nước thải được làm sạch trước khi xảy ra môi trường khá thấp. Và trong đó, Hà Nội có 6 nhà máy hoạt động làm sạch, 276.300 mét khối nước thải mỗi ngày, chiếm tới 22% lượng nước thải hàng ngày.
Thành phố cho biết các nhà máy xử lý nước thải mới vẫn chưa được hoàn thành và 12 nhà máy nữa đang trong giai đoạn hình thành. Vẫn theo báo cáo, Hà Nội cho rằng việc tìm kiếm nguồn quỹ xã hội hóa cho các hệ thống thoát nước còn khó khăn và đó cũng là một trong những yếu tố khiến tiến trình làm sạch nước thải sinh hoạt chưa đạt được kế hoạch. Mỹ, Anh và Đức đưa ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Nhiều nước phương Tây như là Hoa Kỳ, Anh Quốc và Đức Quốc mới phát đi những cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như là Hà Nội và Sài Gòn, khuyến cáo công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ khi sang đây du lịch và làm việc. Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao thậm chí là nguy hiểm xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp. Trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt bị ảnh hưởng. Thông báo của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội hôm 1 tây tháng 10 có đoạn cho biết. Tin cho hay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ viết tắt là EPA đặt máy giám sát chất lượng không khí trên nhiều cơ sở của mình trên khắp thế giới để cung cấp thông tin giúp bảo vệ sức khỏe của nhân viên và công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Ô nhiễm không khí là hiểm họa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người ở Việt Nam, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn là tai nạn giao thông. Việt Nam tiêu hủy 5.2 triệu heo bị dịch. Dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra tại nhiều nơi với số lượng heo bệnh bị tiêu hủy ngày một nhiều hơn, chứng tỏ dịch bệnh vẫn hoành hành tại Việt Nam, chỉ không được thông tin cập nhật. Vào ngày 7 tháng 10, báo trong nước cho hay dịch tả lợn châu Phi khiến 5.2 triệu con lợn trong nước bị tiêu hủy, tương đương 12% sản lượng cả nước trong lúc nhu cầu nhập thịt lợn của Trung Quốc từ Việt Nam tăng mạnh. Dự báo thì giá lợn nguyên con dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2020 sẽ tăng cao. Vào giữa tháng trước, Vietnamnet dẫn nguồn tin từ Hà Nội đưa tin từ đầu năm 2019 cho tới nay, Việt Nam đã phải nhập cảng 11.7 ngàn tấn thịt heo trị giá 22.1 triệu Mỹ Kim, tăng gấp 3 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam nhập cảng thịt heo từ Mỹ, Nam Mỹ và Đông Âu. Gần đây, thống đốc tiểu bang Nebraska đến Hà Nội để mời chào bán thêm thịt bò và thịt heo. Một bản tin khác cho biết luật sư Trần Vũ Hải bị đề nghị truy tố tội trốn thuế. Công an Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hôm ngày 7 tháng 10 đề nghị truy tố tội trốn thuế đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, người được biết đến vì những ý kiến phản biện và tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động chính trị. Theo truyền thông trong nước, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết hôm ngày 7 tháng 10 rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp sau khi hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố luật sư Vũ Hải và vợ của ông là bà Ngô Tuyết Phương với tội danh nêu trên. Luật sư Trần Vũ Hải là người từng tham gia bào chữa cho rất nhiều vụ án được xem là nhạy cảm ở Việt Nam như là vụ dân oan mất đất ở Văn Giang và vụ Đồng Tâm, Thủ Thiêm. Và gần đây là vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng. Sau khi luật sư Vũ Hải bị khởi tố hồi tháng 7, nhiều đồng nghiệp của ông lên tiếng trên mạng xã hội quan ngại về những cáo buộc mà họ có thể gặp phải khi lên tiếng phản biện hay bảo vệ dân oan, cũng như cho rằng các cáo buộc nhắm vào luật sư Vũ Hải có động cơ chính trị. Phí đăng kiểm xe hơi ở Sài Gòn tăng lên 20 triệu đồng. Ngày 6 tháng 10, giới chức Sài Gòn đã thông qua chủ trương tăng lệ phí đăng kiểm xe hơi và xe máy lên mức cao nhất được Bộ Tài chính quy định. Và theo đó, lệ phí cho xe dưới 9 chỗ ngồi có mức tăng cao nhất, từ 11 triệu lên 20 triệu đồng mỗi lần cấp. Các loại xe khác tăng từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng cho một xe. Và ngoài ra, xe kéo container tăng từ 150.000 lên 200.000 đồng. Xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, tăng từ 750.000 đồng lên 1 triệu đồng. Xe máy trên 15 triệu đến 40 triệu đồng, mức phí tăng từ 1.5 triệu lên 2 triệu đồng. Xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng. Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 17 tháng 10. Và Công an Sài Gòn sẽ là đơn vị thu lệ phí và 100% số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách. Bộ Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị xóa sổ khu cà phê đường tàu. Trưa ngày 5 tây tháng 10, tại các quán cà phê cạnh đường xe lửa, quận Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hà Nội, du khách đổ về rất đông để chụp ảnh, ngắm tàu chạy qua bất chấp nguy hiểm.
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng từ nhiều phường nơi có đường tàu chạy qua đã xuống tận nơi để cảnh cáo các quán xá không được lấn chiếm hành lang đường sắt khi kinh doanh. Trước đó, ngày 4 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và yêu cầu nhanh chóng giải tán các tụ điểm chụp hình các quán cà phê tại đây. Lý do là vì người dân và du khách hiếu kỳ, đặc biệt là người nước ngoài tụ tập đông để chụp ảnh, đứng hoặc là ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Bên cạnh đó, các gia đình đang kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt có hành vi họp chợ, kê bàn ghế buôn bán phục vụ du khách trong lòng đường sắt, tiềm ẩn những nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.